Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món, đó là món hủ tiếu mì xào. Nguyên liệu để làm hủ tiếu xào thì gồm có hủ tiếu. Hủ tiếu này là 1 kg, 3 gói mì, một bó cải ngọt. Hẹ mình sử dụng khoảng chừng 1 nắm, 300 g giá và một chút hành lá. Thịt thì gồm có thịt heo, cái này là thịt nạc nè, thịt nạc khoảng chừng 400 g thịt nạc và 300 g đầu tôm. Heo quá ha, rửa sạch. Thịt heo này là thái lát mỏng sẵn này. Đầu tôm cũng rửa sạch. Sau đó để ráo. Hủ tiếu cắt ngắn ra. Cắt ngắn ra cho nó ngắn để xào có dễ. Sau đó mình rửa sạch. Giá rửa sạch. Sau đó cho chung vô hủ tiếu, tại vì cái phần này là mình trộn lại nè, lát mình sẽ trộn lại. Hẹ, hẹ rửa sạch, trà cho kỹ đó. Lựa bỏ mấy cái lá úng. Cái này rửa thêm lần nữa. Sau đó cắt khúc. Cho chung vào phần hủ tiếu và giá luôn. Hành lá rửa sạch, lặt bỏ mấy cái phần vàng. Rồi, cắt khúc cho vào phần hủ tiếu luôn. Cải ngọt, cắt bỏ phần gốc. Sau khi mình cắt bỏ gốc cái mình cũng rửa sạch. Sau đó mình cắt phần cọng để riêng, lá để riêng. Phần hủ tiếu, giá và hẹ mình cho vào thau và mình trộn đều lên. Chút xíu nước lên bếp, đặng mình luộc mì gói. Khi mà nước nóng á, cho mì gói vào luộc. Mình trụng á, đừng có cho chín quá. Khi mà vừa mềm tới thì mình nhấc xuống liền. Vớt ra, cho nó ráo nước. Bắt đầu á, mình xào hủ tiếu. Chuẩn bị một cái nồi. Nồi nào mà có nắp á, đặng cho dễ xào. Sau đó khi nồi nóng cho dầu ăn vào, cho tỏi vào phi thơm, khi mà tỏi vàng cho thịt và đầu tôm vào, dùng đũa đảo đều, lấy cho nước mắm vào. Dùng đũa đảo đều cho thịt vừa săn lại. Khi thịt vừa săn lại mình cho nước mắm vào, khoảng 3 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng đường, 1 muỗng bột ngọt. Dùng đũa đảo đều cho tan gia vị. Sau đó đậy nắp lại cho thịt mau chín. Khi mà gia vị đã tan rồi, thịt gần chín tới thì mình cho gốc hành và gốc cải vào.
đảo đều cho gốc hành và gốc cải chính. Để nắp lại tiếp. Gốc cải và gốc hành gần chín mình cho lá cải vào. Đảo đều cho lá cải chính. Để nắp lại tiếp. Khi mà rau vừa chín tới mình cho hủ tiếu vào. Dùng đũa trộn đều hủ tiếu cho hủ tiếu thấm cái nước gia vị cái nước thịt. Cho thấm đều với nước gia vị. Cho hủ tiếu mềm ra và mau chín. Đều phải trộn đều à. Phải trộn đều hoài như vậy để cho hả gia vị hủ tiếu anh nó thấm đều nó mà nó chín đều không bị khét. Đó cho mì vào. Tiếp tục trộn. Trộn đều đến khi hủ tiếu và mì mềm lại, chín đều, vậy là được rồi. Vậy là đã xong. Vậy là mình đã chia sẻ xong món hủ tiếu xào. Món này á, ăn với nước mắm chua. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào các bạn.